Oh no! Thế nào lôi hình của mẹ ra đây đây. Cắt nhá. Đi đâu? Wow. Mà đây mẹ đi lấy bàn. Đây bỏ lên hai đây ăn không? Ngồi yên, nó ăn thế nào? À để mẹ bỏ ra hết cho con chọn nhá. Đây, đi ngồi yên. Đấy, con ăn cái nào? Ăn đấy hả? Đi cái này nha. Rồi để mẹ lấy thìa cho con xúc. Này cho con thìa. Mẹ lấy cái ăn nha. Ti đưa thìa đây. Ti cầm cái này mẹ xem nào. Ti cầm cái này. Rồi gấu cầm cái thạch này lên con. Đó. À con ăn đi. Đồ của con đây. Đồ của Ti Ti đâu? Đâu mẹ bóc nào. Đây mẹ bóc cho Ti nào. Ti ngồi lên đây mẹ đút cho An lên. Ti ngồi lên đây. Này Ti của Ti này. Có lấy được không? Đây mẹ lấy cho con gấu nào. Nhầm. Yummy. Rồi con cầm con xúc đi để mẹ đút cho Ti. Nào Ti này, của Ti này. Ti. Yummy. Cho mẹ lấy cho. Yummy. Rồi lấy được không? Mẹ lấy cho nào. Ngồi yên. Dạ. Có gì đâu mà chợ. Con chuồn chuồn nó bay nó cũng chợ. Tí nhìn gì? Tí ngồi yên. Ngồi xuống. Gấu ăn được không con? Không á? Để mẹ lấy con ăn nhé. Này Ti. Rồi, Ti để yên này nha. Để yên đây mẹ lấy cho chị gấu lại nha. Ngon quá. Nhớ thôi. Này Ti này. Ngồi thẳng lên. Ngon không? Đồ ăn ngon không con? Đồ xúc giỏi thế. Ti thả tay ra. Mẹ xúc cho mới được ăn chứ. Ngon không? Ti ngồi thẳng lên. Rồi thả lên. Cậu xúc được không? Xúc được không, mẹ xúc cho? À. Không á, con tự xúc hả? Ngồi xuống. Ngon chưa? Ừ. Ừ. Đây. Ngon không? Ừ. Nào, ghé lên miệng. Ghé lên miệng. Ngon. Rồi, để mẹ đút cho em tí đi miếng lại nha. Ôi rớt rồi. Ừ. Tí đưa thìa lên cho mẹ nào. Đưa thìa cho mẹ, nhanh lên. Đưa lên, lên mẹ xúc cho. Bỏ ra đây, nhanh lên. Ăn cẩn thận con. Thế thì, này, thì ăn nữa không? Ăn nữa không? Ăn hả? Không ăn à? Đấy, thì thôi mày cắt nha. Gấu ăn nữa không? Ăn hả? Mày đút cho nhá. Ừ. Đây. Ui. Rồi, để đây để mẹ dọn lên nhá. Cắt lên rồi, mẹ cắt cái này rồi để con ăn sau nhá. Ây da, nào nào. Đây, cái này là khăn của Ti Ti nhá. Đây mẹ lau cho gấu nào. Ui giời ơi, ăn này con. Nào. Đây. Ừ, đây, đây. Đây, rồi, Ti Ti mẹ lau cho nào. Nhả cái thìa ra. Thìa này có ăn được đâu. Đây nữa. Cái này nữa. Xịt đây ra. Rồi, đi lên đây chơi với chị. Nhanh, đi lên đây chơi.